Thưa quý vị và các bạn, những năm qua, tình trạng xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp, trong đó có đất công ích, đã xảy ra ở một số địa phương. Có nhiều nguyên nhân dẫn đến tình trạng vi phạm, song chủ yếu là do buông lỏng của các cấp chính quyền khi vi phạm mới phát sinh. Phóng sự thực hiện tại phường Phan Đình Phùng, thị xã Mỹ Hào. Năm 2009, gia đình ông Nguyễn Văn Chính ở tổ dân phố Kim Hưng thuê thầu khu đất rộng hàng nghìn mét vuông ở xứ Đồng Tròn với mục đích sử dụng vào việc nuôi trồng thủy sản. Tuy nhiên, ông Chính đã tự ý chuyển đổi mục đích sử dụng đất, xây 5 nhà xưởng để sản xuất tái chế nhựa. Đất là đất rãnh, đất không ba, xưởng này cách đây phải 3 năm rồi. Nhưng còn cái xưởng mới? Mới, nó hơn 5 nay rồi. Gần đây nhất cuối năm 2019, khi phát hiện hộ ông Chính xây nhà xưởng tổng trên 240 m², Ủy ban nhân dân phường Phan Đình Phùng đã lập biên bản yêu cầu gia đình ngừng thi công, tự giác tháo dỡ công trình, nhưng ông Chính không chấp hành mà vẫn cố tình vi phạm. Năm 2019 thì em có làm thêm cái lá đằng sau. Mình ra làm việc thì xã yêu cầu là xã yêu cầu thì tạm dừng. Họ cứ dựng kèo những kiếp trước từ nhà, không bắt đầu thậm chí là dựng đêm. Đấy, qua một đêm cái là đã là cũng là gần như là xong cái công trình vi phạm. Thì ủy ban phường cũng mời hộ gia đình ra làm việc xong này, hộ gia đình là cũng nhiều lúc là cứ dựa vào chỗ nọ, dựa chỗ kia, vin vào chỗ trường hợp nọ, chỗ vin vào trường hợp kia. Liên quan đến chỗ hộ, chỗ nhà hành chính thì tới đây ủy ban nhân dân chúng tôi sẽ đưa vào cái chương trình để thực hiện cái việc giải tỏa theo quy định của ủy ban tỉnh cũng như là theo kế hoạch của ủy ban phường. Theo quy định của pháp luật hiện hành, đất nông nghiệp, trong đó có đất công ích, là loại đất không được phép tự ý chuyển đổi mục đích sử dụng. Việc chuyển đổi mục đích sử dụng đất này phải được sự đồng ý của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Trường hợp gia đình ông Chính thuê đất công ích để nuôi trồng thủy sản nhưng lại biến tướng xây dựng nhà xưởng để sản xuất tái chế nhựa là vi phạm điều 6 và khoản 3 điều 12 luật đất đai năm 2013. Khi phát hiện sai phạm, Ủy ban nhân dân phường có thẩm quyền ra quyết định xử phạt hành chính và yêu cầu tháo dỡ cũng như tổ chức cưỡng chế công trình xây dựng trái phép. Trước vi phạm của hộ ông Nguyễn Văn Chính, đề nghị Ủy ban nhân dân thị xã Mỹ Hào chỉ đạo các cơ quan chức năng cùng với Ủy ban nhân dân phường Phan Đình Phùng xử lý nghiêm và dứt điểm vi phạm.